Xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Đó là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống, mai ghép giống dảo siêu bông Sài Gòn nè. Rồi cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Là dảo siêu bông mình lợi được cô chú anh chị ha. Hàng lấy bo được. Em mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Thì trước mặt cô chú anh chị mình đây là giống mặt hoa của giống dảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị, giống của chú sáu Bình Dương đó. Thì vườn của em Nhi thì có một số cây có mặt hoa thì do cây non á nên là có cây không thì nên là cây này có thì quay lên cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha, để cô chú anh chị mình biết chắc đó là giống chuẩn giống nha cô chú anh chị mình mạnh dạn tay mình mua ha. Thì nói chung thì toàn bộ những giống em Nhi giao lưu ngày hôm nay thì sẽ được bảo hành giống hết cho cô chú anh chị mình ha, là cô chú anh chị mình cứ an tâm đó. Mua hàng thì ví dụ như mà cô chú anh chị mình có thắc mắc gì thì cứ alo cho em Nhi ha cô chú anh chị ha. Rồi không mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn em Nhi, em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi anh chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trả lời kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống, cũng mong cô chú anh chị xem được kênh hóng hôm nha. Vô cây đầu clip hôm nay mã số 1B là cây dảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi cây này có đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn ha, có bông luôn cô chú anh chị ơi. Quanh được 15, dòng cũ là mình được 45, cao mình được 43, tới ngay mình được 40. Cây này em để cô chú anh chị mình giá là 400.000 nha, bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 14 2B. Có 2B nha cô chú anh chị, là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha. Cũng là nó luôn ha, cây đi đọt nè, phát triển rất là tốt luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cây này ghép được 6 bông. Quanh là mình được 17. Rồi. Cao mình được 35, tới ngay mình được 45. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá này là 250.000 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 3B là cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi, nhị ngọc toàn ha cô chú anh chị ha. Dạ. Bo già nè cô chú anh chị ha. Bảo hành giống nha, quanh 12, ghép được 2 bo, cao 39, cái này lấy nhiều quá nha, 50. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này chỉ 300.000 thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4B. Rồi 4B là cây dảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, siêu bông Sài Gòn ha. Bo nó già. Quanh được 12, cao 35, tới ngang được 40. Rồi. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này là 200.000 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5B. 5B cũng là cây dảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này bo cũng già nè cô chú anh chị ha. Hoành được 14. Rồi. Cao 40, tới ngang được 47. Cái này em để cô chú anh chị mình giá cũng cái này 220 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 6B nha cô chú anh chị. Rồi. 6B là cây dảo siêu bông Sài Gòn luôn nha. Cái này ghép được 3 bo ha cô chú anh chị ha. Em lại bớt mấy cái tục gừng cô chú anh chị, để nhiều cái gì cô chú anh chị mình không biết tục gừng cô chú anh chị mình để ra bông 6 ha. Cao 43, tới ngang được 30. Cái này em để cô chú anh chị mình giá cái này là 250.000 nha, đế đẹp. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 7B. 7B cũng là cây dảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Cái này ghép được 3 bo ha. Rồi thông số luôn đi em. Quanh 14. Rồi. Cao 39, tới ngang được 30. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này là 220.000. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 8 cô chú anh chị. Rồi. 8B. 8B là cây cúc hoa hồng Thanh Tú nha. Rồi. Cúc hoa hồng ha cô chú anh chị ha. Nè, cây đi lọt đỏ tươi luôn. Quanh được 14. Rồi. Cao được 32, tới ngang mình được 32 luôn. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 250 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 9B là cây dảo siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cái này đang đi đọt. Đế thì đế cũng nở nè. Hoành mình được 14. Như con thú nằm luôn cô chú anh chị ơi. Cao 27. Hai tay đằng trước luôn, bỏ đằng trước luôn ha. Cái này em giao luôn cô chú anh chị giá 220.000 thôi nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 10B cũng là cây dảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành được 14. Rồi. Cao 31. Bò già ha. Tới ngang được 25. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này 200.000 thôi nha. Rồi, mình đã cây luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số
mã số 11B nha cô chú anh chị. Rồi. 11B cũng là cây giảo siêu vân Sài Gòn nha. Cây này bo nhiều nha. Rồi. Bo già cô chú anh chị ha. Rồi, hôm số luôn em. Hoành 13. Cái này có nụ ha, về mình cắt bông được nha. Cao ngang được 36. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cái này chỉ 250 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 12B cũng là cây giảo siêu vân Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này có bo này dài quá nha cô chú anh chị ha. Cái này thì nó đang làm nụ quá, nó khằn là nó không có đi đâu. Cao 31, nó ngang được 49. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 220.000 nha, và cũng là cây của clip cơm nhau cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.